Bây giờ ở các bài trước á thì chúng ta đã xây dựng lên được các lớp. Thứ nhất là chúng ta có lớp Binary, đúng không? Rồi chúng ta có lớp Unary. Rồi chúng ta có cái lớp gì nữa? Chúng ta có lớp Elite. Chúng ta có cái lớp Classic. Được chưa? Tất cả thằng này đều kế thừa từ cái lớp S đây. Thì bây giờ á, ví dụ như là thằng Binary Exception này á, nó có 3 thành phần. Một là cái top kiểu string, được chưa? Rồi nó có cái O1, nó có cái LED, đúng không? Kiểu SD, được chưa? Rồi cái Right kiểu SD. Vâng vâng, cho thấy sao? Cái vấn đề là ở các bài trước người ta kêu mình á là cái đối tượng thuộc các lớp này á, có nghĩa là khi mà tạo ra cái đối tượng thuộc lớp này á thì nó phải làm sao? Nó phải phản hồi lại một thông điệp, đúng không? Nó phản hồi lại một thông điệp. Ví dụ như là cái câu 1 thì nó kêu người đưa ra yêu cầu là phản hồi về cái thông điệp gì đó. Tức nghĩa là lúc đó các bạn sẽ viết tất cả cái này đều có cái hàm tên là hàm event ở trong đó, đúng chưa? Cái method tên là event ở trong đó. Tới qua câu thứ hai thì chúng ta có gì? Chúng ta người ta yêu cầu là nó phải phản hồi lại thông điệp tên là print prefix. Nó phải phản hồi lại thông điệp print prefix. Lập tức chúng ta đi vô trong thân của cái này, chúng ta thêm cái hàm print prefix vô, đúng không? Đúng chưa? Như vậy thì chúng ta thấy được cái điều rằng á, là mỗi lần như vậy á, chúng ta đều phải đi thay đổi thân của mấy cái lớp này hết. Hay là nói cách khác là chúng ta đi thay đổi đặc tả của các lớp này hết, đúng chưa? Đồng ý không? Nhưng mà cái chuyện thay đổi đặc tả của một cái lớp á, thì chưa? Là rất là khó. Thằng Python á, là cái thằng mà nó lập trình không phải là hướng đối tượng hoàn toàn, chứ như ngôn ngữ lập trình Java á, thì khi mà mấy bạn mỗi lớp như vậy là một file, mỗi lớp như vậy là một file, và có khả năng á, là cái lớp đó người ta đã dịch ra mã trung gian rồi. Đó, người ta đưa cho bạn mấy cái cục mã trung gian đó, tao có đưa cho bạn cái thằng của cái sụt của cái này rồi, làm sao mấy bạn sửa, hiểu vấn đề không? Cho nên rằng á, là khi đó là chúng ta sẽ thấy được rằng á, là cái cách mà cứ đi vô trong thay đổi một cái thân của một cái lớp, thậm chí là cái việc dịch lại đó, một cái thân lớp mà người ta đã code rất là nhiều rồi, các bạn code vô thêm một cái hàm cái chút điện đi nữa thôi à, các bạn bắt người ta phải dịch lại thì nó rất là tốn nhiều tài nguyên của máy tính, được chưa? Thì chúng ta sẽ thấy được rằng là cái việc đó là cái việc chúng ta không có nên làm, được chưa? Ngoài ra thì thực ra mấy cái lớp này chúng ta nếu mà chúng ta nhìn kỹ á, nó là các cái cây, không, nó là các cây. Chúng ta nhìn thử kỹ á, trong cái môn kỹ thuật âm, môn có dữ liệu và giải thuật, mấy bạn học cái nốt, đúng không, trên cái cây thì cái nốt này á, thứ nhất là nó có cái phần value, đúng chưa? Rồi sau đó nó có cái nốt sau, cái này là có theo siêu cộng, đúng không, ở bên left. Rồi cái nốt sau right, à, một cái cây, đúng chưa? Chẳng qua bên này á, bây giờ cái left với cái right này chúng ta, đúng không? Cái left với cái right chúng ta là nó thuộc kiểu SD, và SD như vậy thì có thể làm này, có thể làm này, có thể làm này, có thể làm này, có kiện nha. Duyệt cây bên đây rất là đơn giản, đúng không? Duyệt cây bên đây thì chúng ta viết thẳng ở trong cái nốt này luôn, đúng không? Tại vì chúng ta biết được rằng là chắc chắn cái left với cái right nó cũng chỉ là cái này thôi. Nhưng mà bây giờ cái left với cái right chúng ta có thể là 4 này, hiểu không? Cái left với cái right chúng ta có thể là 4 cái hình đó, được chưa? Chúng ta không thể nào chúng ta biết để chúng ta gọi ra nguyên này được, hiểu không? Như vậy thì phải có một cái hình thức mới để xử lý cho cái trường hợp này, được chưa? Thì bây giờ chúng ta mới nghĩ ra một cái pattern mới, một cái design pattern mới. Thật ra như thầy đã nói là thầy đang diễn trên tinh thần của cái môn này, thấy không? Chứ học qua mà giảng design pattern mà giảng như vậy hết trơn á, mà giảng trên tinh thần của OB là phải còn học các design pattern phía trước thì mới chỉ tới design pattern này được, không? Rồi,
thì á, với cái design bắt tập như Center này á, thì cái quan điểm nó là vậy, thì thân các lớp này sẽ giữ nguyên, trong đó có phần dữ liệu của nó trong đó. Mỗi một cái hành động như thế này nè, trật tự đi, một cái hành động như thế này nè, một cái phản hồi thông điệp như thế này nè, thay vì bây giờ viết vô như một cái method được nha, thì chúng ta sẽ tách ra, chúng ta viết thành một cái lớp. À, chúng ta tách ra, chúng ta viết thành một cái lớp, được chưa? Đó, viết thành một cái lớp. Và khi mà chúng ta viết thành một cái lớp như vậy á, thì chúng ta sẽ cho cái lớp đó nó biến thành bất kỳ một những cái thằng này. Và khi nó biến thành như vậy á, thì nó sẽ xử lý cái thằng đó, nó lôi dữ liệu ra nó xử lý, được chưa? Rồi, bây giờ là chúng ta cùng chúng ta coi cái bài 15 này trước nha. Bây giờ cái bài 15 này á, thì mấy cái lớp này người ta đã khai báo rồi, được chưa? Bây giờ làm sao nào, người ta nói là gì? Với V1 và V2 là hai cái đối tượng thuộc cái lớp event và lớp prefix, tức nghĩa là trước giờ chúng ta cứ nghĩ là một cái hành động là tương ứng với một cái method của cái lớp, được không? Thì bây giờ nó được xây dựng như một cái lớp luôn, được nha, nó được xây dựng như một cái lớp luôn. Và nếu mà một cái x á, là một cái expression, tức nghĩa là một trong bốn hàng trên này, được nha, x là một trong bốn hàng trên đó, thì chúng ta gọi v1.visit x, x nha, được chưa? V1 cái visit tức nghĩa là gì? Là trong cái event này phải có cái hàm tên là hàm visit, được chưa? Và nó nhận hit, nó nhận expression á, làm cái dữ liệu đầu vào, được chưa? Rồi sau đó thì nó trả ra giá trị của x tương đương nếu mà V2 thì visit x thì nó sẽ trả ra expression là gì vậy? Prefix, được chưa? Rồi bây giờ chúng ta như đã nói ha, nếu mà V1 là một đối tượng thuộc lớp event mà nó có thể gọi được visit, tức nghĩa rằng là trong cái phần này nó có gì? Nó có cái hàm tên là visit. Nó có cái hàm tên là visit. Và nó nhận một cái đối tượng x là đầu vào, được chưa? Rồi. Và thường là thầy đặt hàm tên là CTF, được không? Đó. Rồi. Thì cái CTF này nè, như cái người ta đã truyền x1, x2 gì đó vào, tức nghĩa là mấy này chính là những cái expression á. Như vậy cái CTF này chính là một trong những cái thằng expression thôi. Nha. Đó, một trong những thằng expression. Được chưa? Thì bây giờ á, khi mà gọi thì nó phải trả về giá trị tương ứng. Được chưa? Đó. Như vậy thì cái thằng CTF này á, đúng không? Cái thằng CTF này nó là một expression. Đúng không? Nhưng mà chưa nói là expression nào. Cho nên rằng là chúng ta phải đi kiểm tra kiểu của cái CTF đó, nha, để chúng ta có thể xử lý được chưa? Nếu mà kiểu có thằng CTF đó là kiểu inlet, được chưa? Nếu mà nó là kiểu inlet thì khi visit phải trả ra giá trị tương ứng mà, cho nên là chúng ta sẽ trả ra gì? CTF chấm và đúng không? Ở trên đây là nó chấm 3 thì chấm 3 liều. Tương tự như vậy thì nếu mà kiểu của nó là kiểu floatlet, nó là một cái thằng floatlet, thì chúng ta cũng return là CTF.value luôn, đúng chưa? Đúng chưa? Có hiểu tới đây như vậy? Hiểu chưa? Hiểu cái chuyện đẻ ra thêm cái hàm visit chưa? Hiểu đẻ ra thêm cái event chưa? Tức nghĩa lúc này cái lớp nó viết cái gì kể đó, không? Chúng ta chỉ cần hiểu trong cái lớp nó có cái gì là được rồi, không được phép thay đổi code người ta mà, được chưa? Ta giấu code đi rồi, được chưa? Bây giờ mà chúng ta muốn có thêm một cái hành động là event nữa, được chưa? Thì bây giờ chúng ta sẽ viết nó là một cái lớp, không? Trong đó có cái hàm tên là hàm visit, được chưa? Và chúng ta gọi là chúng ta tạo ra một cái đối tượng thuộc lớp event tên là V1, chúng ta gọi cái hàm visit và chúng ta truyền cái x nó vào thì nó phải trả ra giá trị tương đương, được chưa? Chúng ta không có gọi như kiểu như trước đó là x1.event nữa, không? Rồi tiếp tục là nếu mà chúng ta thấy kiểm tra kiểu của nó, thấy cái kiểu của nó là một cái thằng binary expression, được chưa? Thì việc đầu tiên như ở bên event làm á, là chúng ta phải lấy giá trị bên trái, đúng không? Rồi lấy giá trị bên phải, rồi nếu nó là dấu cộng thì nó cộng lại, dấu trừ nhau, rồi dấu nhân thì nhân lại, rồi dấu chia thì chia nhau, đúng không? Như vậy thì bây giờ chúng ta cũng phải lấy được giá trị bên trái ra, rồi chúng ta cũng phải lấy được giá trị bên phải ra, nhưng mà bây giờ chúng ta phải gọi như thế nào? Bây giờ không có hàm event nữa,
trong cái CTF á, nhất là cái một cái session á, thì nó không có hàm event, được chưa, đúng không? Nhưng mà chúng ta biết được rằng là nếu chúng ta lấy được một đối tượng thuộc cái lớp event, tức là ví dụ như V1, được chưa, ví dụ như V1, chúng ta chấm visit, chúng ta truyền nó vô, đúng không, thì nó cũng ra được giá trị, đúng không, hiểu không vậy, được chưa? Thì bây giờ cái gì chấm visit, đúng không, cái gì là một đối tượng thuộc cái lớp event? Xem chính là một đối tượng thuộc lớp event, cho nên là chúng ta có là xem chấm visit, được chưa, và truyền cái phần bên trái của cái binary vô. Thì bên trái của binary tức là cts.let, đúng không, cts là một cái binary thì cái let của nó là cts.let. Tương tự như vậy thì chúng ta có là xem.visit cts.write, được chưa, thì chúng ta đã lấy được là giá trị bên trái và giá trị bên phải ra rồi đó. Đó rồi, bây giờ nếu mà cái op của chúng ta nó là dấu cộng thì chúng ta lấy cái left cộng với cái right. Được chưa? Tương tự như vậy thì chúng ta có cái op của chúng ta là dấu trừ thì chúng ta lấy được cái left trừ cái right. Được chưa? Tương tự như vậy thì chúng ta có dấu nhân và dấu chia ha. Rồi chúng ta có cái cuối cùng đó là cái kiểu của nó là cái gì? Là một cái unary expression. Được chưa? Thì unary expression là chỉ có một biểu thức với một cái dấu, đúng không? Chúng ta phải lấy giá trị của biểu thức đó ra trước. Đúng chưa? Bằng cách chúng ta gọi sam.visit cts.operand, nha, cts.operand. Rồi, và chúng ta sẽ trả về trừ value nếu là cái cts.op nó là dấu trừ, còn ngược lại thì nó là dấu ngược lại thì nó là dấu cộng, cho nên là chúng ta trả về cái value. Rồi, tương tự như vậy, ring prefix chúng ta cũng sẽ tự định nghĩa ra cái hàm ha, và chúng ta viết tương tự như vậy á, mấy bạn về mấy bạn tự viết cho thầy cái hàm này, được không? Rồi, câu tiếp theo đi. Câu tiếp theo á là y chang câu này. Chỉ có điều các bạn sẽ thấy được rằng á là tại mỗi cái lớp này nè, nó có thêm một cái hàm tên là hàm accept. À, nó đóng gói sẵn cho các bạn cái hàm tên này. Dạ. Và một điều quan trọng nữa là nó nói rằng là nó không cho phép chúng ta sử dụng cái hàm thay hoặc là cái hàm insertion để chúng ta kiểm tra kiểu. Nó không cho phép chúng ta làm chuyện đó nữa. Đó. Rồi. Bây giờ thử suy nghĩ thôi. Nên là và như hồi nãy chúng ta thấy là ta trong cùng một cái hàm insertion mà chúng ta thay hết toàn bộ như vậy là một. Đúng không? Chúng ta khổ chỗ nào ta cứ kiểm tra thay bằng chữ L sao như vậy là một. Được chưa? Đó. Bây giờ chúng ta có 4 cái class thì còn khỏe. Chứ giờ ta có 10 cái class thì ta phải ít eo cái đó 10 lần chưa kể thật của mỗi eo, đúng không? Đó. Một những cái bài tập lớn số 2, số 3 các bạn có tới hàng trăm cái class chứ không phải là chỉ có 1, 2. Được chưa? Cho nên làm như vậy là không khổ. Được chưa? Mặc dù là đưa cho các bạn một cái khái niệm cho các bạn bắt đầu thì bạn chuyển qua cái dạng viết như vậy rồi. Đó. Các bạn sẽ có cái hàm tên hàm accept, người ta biết sẵn nha các bạn nha. Tất cả mấy lớp người ta đều biết sẵn nha các bạn, hàm tên hàm accept. Được chưa? Cái hàm accept đó nó có một, nó thực ra mấy bạn đọc thông cái hàm á, cái hàm accept đó phải truyền vào cho nó một cái thằng V nào đó không biết. Mà cái thằng V đó nó có cái hàm tên là hàm visit binary đối với binary. Đó, thằng V đó nó có visit unary và visit inlet, visit logit. À, như vậy thì đây là một cơ chế giúp chúng ta có thể tách được cái hàm visit tổng ra. Được chưa?
đó, chúng ta có thể tách được cái hành vi sinh phẩm ra. Rồi bây giờ mấy bạn nhìn coi nha, bây giờ đó là chúng ta có cái lớp đó. Bây giờ chúng ta sẽ thấy được rằng là hồi nãy là chúng ta có cái hãy chúng ta có cái lớp đó là lớp việc làm. Trong cái lớp việc làm này chắc chắn rằng chúng ta phải có cái gì? Chúng ta phải có một cái hàm tên là hàm vi sinh. Đúng không? Bây giờ á, hồi nãy là chúng ta viết trong đây luôn, nó kiểm tra coi kiểu của nó là gì thì chúng ta xử lý, kiểu của nó là gì thì chúng ta tiếp tục chúng ta xử lý. Thì thay vì như vậy thì bây giờ chúng ta sẽ thằng CDX này là bốn cái thằng đó, là bốn thằng đó đều có hàm accept hết, cho nên rằng là chúng ta sẽ viết trong phần của cái hàm này nè, là CDX chấm accept. Chấm accept set. Đó. Như vậy thì cái B này chính là một đối tượng thuộc lớp gì ta? Cái B này nè, cái accept nó nhận vô cái B đó, đúng không? Và chúng ta truyền vô là set, mà set chính là gì ta? Hiểu chưa? Cho nên khi mà nó truyền cái set này vô đây á, thì nó lại gọi, nó lại gọi chính cái event đó, và nó gọi cái hàm visit binary trên cái event đó, và nó truyền cái exception vô, nó truyền chính nó vô, đó, nó truyền chính nó vô, được chưa? Như vậy thì chẳng qua khi mà nó vô đây thì nó điều hướng chính nó qua một cái hàm khác, đó là cái hàm visit binary exception. Nhưng chỉ khác một điều là ở cái thằng CDS này là một cái expression tổng quát, còn cái CDS trong cái hàm này thì nó chính là một cái binary expression. Có hiểu chỗ này không? Có hiểu chỗ này không? Nó hơi lòng vòng nha chưa? Đầu tiên nó được truyền vô visit, được chưa? Thì cái thằng truyền vô visit này nó có thể là bốn thằng ở trên đó. Giả sử nó là gì? Nó là binary expression. Thì lúc đó thằng này là binary expression, đúng không? Nó gọi accept và nó truyền event vô đây, được chưa? Thì khi mà nó gọi vô đây á, thì cái hàm accept này lại tiếp tục đi gọi cái hàm tên là visit binary expression, đúng không? Thì đó, truyền cái set vô. Như vậy thì chẳng qua cái hàm này, được chưa? Khi chúng ta gọi visit vô thì nó điều hướng từ cái set này đang ở hàm này, điều hướng xuống cái hàm này để nó xử lý, hiểu chưa? Như vậy thì nó đã tách các hàm ra được rồi, hiểu chưa? Nó tách ra được, hiểu chưa? Như vậy thì từ chỗ này là cái sản phẩm web thì chuyển xuống đây nó chính là một cái binary, và thay vì là chúng ta biết trong cái dạng tiếp FFTP này thì lúc này chúng ta sẽ biết trong chính trực tiếp này ha. Visit binary tức nghĩa là cái hàm này khi visit một cái, khi nó nhận một cái binary vô thì nó phải xử lý như thế nào, hiểu chưa? Nó phải xử lý như thế nào, chúng ta không cần phải email nữa, được chưa? Thì chúng ta xử lý bình thường thôi là let, đúng chưa? Bằng set chấm visit, được chưa? Select chấm let rồi ra gì đó không? Set chấm visit, select chấm ra ra rồi tiếp tục nó xử lý. Như vậy thì từ đây đến đây chúng ta thấy được rằng là nếu muốn xử lý binary expression thì chúng ta biết hàm visit binary, được chưa? Muốn xử lý inlet thì chúng ta sẽ biết hàm visit inlet, được chưa? Muốn xử lý hàm floated thì chúng ta biết hàm visit floated, hiểu không? Đó, không cần phải hàm nữa, nào bây giờ không cần phải hàm nữa nha. Rồi miễn là cái hàm visit chúng ta biết đúng như vậy đó. Đó, thì bây giờ giải thích cơ chế cho các bạn là như vậy. Nhưng mà nếu mà bạn nào mà vẫn chưa hiểu thì bây giờ cứ học một lòng theo cái kiểu là muốn xử lý binary thì biết hàm visit binary, được chưa? Muốn xử lý cái lớp nào thì cứ biết visit cộng tên cái lớp đó biết sao, hiểu không? Hiểu chưa? Đó, tức nghĩa là đứng tại cái đối tượng của lớp đó, nhận cái đối tượng của lớp đó thì nên xử lý như thế nào,
Được chưa? Đó. Còn cái chuyện cái thằng nhà mấy bạn biết cái xử lý đó. Còn mấy bạn không cần thiết phải hiểu cơ chế như là mấy bạn không có hay nào. Rồi, bây giờ chúng ta cùng biết gì đâu nha. Cho nên là thầy thường là thầy sẽ viết thêm một cái lớp nữa tên là lớp visitor. Được chưa? Và nó có cái hàm visit, không? CTS. Rồi chúng ta return CTS chấm accept. Save. Được chưa? Thì lúc đó bạn cho cái thằng này nó kế thừa visitor thì nó sẽ tự động nó có cái hàm visit. Không? Cái bring prefix thì cũng vậy á, chúng ta cho nó kế hàm cái visit và kế thừa cái hàm kế thừa cái lớp visitor, chúng ta không cần phải viết lại hai lần. Không? Bây giờ chúng ta muốn xử lý cái chúng ta muốn nói rằng là khi mà nó làm việc với English thì nó xử lý như thế nào thì chúng ta viết cái hàm đó là visit English. Phải không? Được chưa? Ở đây là có năm là thi tự luận tới mức độ là chấm bài mấy bạn á, là cho mấy bạn 4 lớp kêu mấy bạn viết các visitor mà chỉ cần có viết đúng cái tên hàm thôi là visit, cho 4 lớp vô, 4 lớp ở đây visit English, visit Public, visit binary, visit unary, là viết 4 cái tên nó được 1 điểm rồi mà nó viết cũng được á, không hiểu được chưa? Thì khi visit English thì khi visit English thì chúng ta sẽ lấy CTS.value ra chúng ta trả về thôi. Hiểu chưa? Rồi khi visit Public cũng vậy. Không, bây giờ kêu tới khi visit gì? Binary ha. Thì chúng ta lấy cái bên trái ra bằng cách chúng ta gọi cái hàm save.visit cts.lab. Right cũng vậy, save.visit cts.right. Dạ. Rồi nếu mà cái ốp của nó không? Cái ốp của nó là dấu cộng thì chúng ta sẽ trả về là lab cộng rai, được chưa? Vâng vâng, được chưa? Rồi cái câu hỏi mấy bạn tự làm. Rồi có hiểu cơ chế của này chưa? Không? Cơ chế nó là chẳng qua nó tách ra nó để nó biết thành một cái lớp thì tương ứng với một hàm xử lý nha. Không, một lớp tương ứng với một hàm xử lý thay vì viết phải viết với tiếp theo gom cộng đồng gom. Đó, cái này là có. Còn trên mạng lên YouTube coi có một cái video không? Không có thời gian để mở đâu, nhưng mà mô tả video thì như thế này nè, video cái dạng visitor là như vậy nè. Tại sao nó tên là visitor? Visitor là một người viếng thăm đúng không? Nó cho ba cái ngôi nhà, đúng không? Như cái video nó xuất hiện ba cái ngôi nhà. Được chưa? Thì có một ông là người đưa thư, ông tới, ông gõ cái cửa ngôi nhà thứ nhất, thì nó tương ứng với hành động gọi cái hàm visit. Không? Được chưa? Rồi cái hàm visit nó mới gọi cái hàm accept, tức nghĩa là ông chủ cái nhà đó đó. Cho cái thằng visitor vô nhà, hiểu không? Thì thằng này vô nhà thì nó mới thấy là à, cái nhà này á là nhà hạng sang hay nhà nghèo hay là nhà gì đó, được chưa? Hay là hình như trên clip nó là nó là một cái khách sạn hay là nó là một cái nhà ở sinh hoạt bình thường, đúng không? Ông Phương tiền điện chứ thì ông thấy được rằng là à, khi mà vô trong nhà rồi tôi thì tôi mới phát hiện là ông là nhà sản xuất kinh doanh đúng không, cho nên tôi sẽ lấy cái hàm sản xuất kinh doanh để tôi sử dụng, hiểu chưa? Còn tôi qua một cái nhà sinh hoạt bình thường thì tôi lấy cái hàm sinh hoạt bình thường tôi sử dụng, thì tương ứng với cái hàm mà visit English, visit Locked, visit binary, khi mà nó accept cho vô nhà rồi nó mới biết rằng là à, thằng này chính là cái gì và nó lấy cái hàm đó ra ra đúng cái hàm rồi nó xử lý, hiểu không? Cho nên hàm này nó mới gọi là visitor là như vậy. Ở trên mạng nó có trên YouTube nó có video đó đó. Ba bốn năm về trước thầy dạy bằng này thầy kiếm muốn thấy video đó nhưng không biết nó có xóa chưa. Đó. Cho nên là về cơ chế hiểu ra cái hàm visitor chính là cái hành động gọi một con. Cái hàm accept đó chính là vô nhà, cho mẹ đi vô nhà, thằng kia gõ cửa mẹ vô nhà, nhớ vô nhà xong rồi mới thấy nó là cái gì thì lúc đó mới sử dụng đúng cái hàm để xử lý, đó hiểu chưa? Đó
Rồi, cho 10 phút để xử lý cái bài này với cái bài sau nha. Tại vì cái hàm, mấy cái nội dung của hàm thì chỉ cướp qua cướp lại của mấy bài từ đầu tới giờ thôi. Mấy đó là nó thêm để cho mấy bạn viết quen thôi chứ không có gì hết. Rồi qua cái bài AC đi. Tải cho thầy cái file AC và truy vui này về. Nó chiếu sần sần nó không còn. Thầy như các bạn biết rồi đó, kết thúc của cái giai đoạn số 2 tức như là giai đoạn syntax analysis thì chúng ta có được đó chính là một cái cây gọi là mạch truy đúng không? Cây phân tích cú pháp. Được chưa? Bây giờ chúng ta chuyển qua giai đoạn số 3 đó là giai đoạn từ cây phân tích cú pháp chúng ta phải biến thành cây cú pháp trừu tượng. Chúng ta phải biến nó thành cái cây cú pháp trừu tượng. Nhắc lại đặc điểm của cây cú pháp trừu tượng so với cây cú pháp đó là chúng ta không còn những cái nốt mà liên quan tới ngữ nghĩa có lột liên quan tới cái ngôn ngữ nguồn nữa. Ví dụ như những cái nốt dấu chấm phẩy, dấu chấm, đúng không? Những cái dấu đó thì nó được biểu diễn thành những những cái nốt mà nó mang ý nghĩa về ngữ nghĩa hơn. Dạ. Rồi, thì như vậy thì kết thúc giai đoạn 1 thì chúng ta nhận được một cái cây bạc truy và từ trên cái cây bạc truy đó chúng ta phải truyền cây và chúng ta tạo ra cái cây của pháp luật tương mới. Lúc đó là cái nhiệm vụ của bước số bước số 3 cũng như là đó là chính là cái đề bài tập lớn số 2 của mấy bạn đó, được chưa? Rồi bây giờ chúng ta sẽ sử dụng cái tool, được chưa, trong của ANTLR để chúng ta thử xem cái cây mà chúng ta nhận ra nó sẽ là như thế nào, được chưa? Cái cây mà chúng ta thấy thì nó sẽ như thế nào nha. Rồi bây giờ đó, ở trên cái file này hình như là cái trên Windows á là chỉ sửa chỗ này là dấu chấm phẩy hay sao nha. Trên máy Windows chỉ sửa là dấu chấm phẩy hay sao. Rồi thì mấy bạn chạy ba cái dòng code đó cho thầy, nó lột ba cái dòng terminal đó cho thầy. Ba cái dòng đó xong là nó sẽ xuất hiện cái này đó. Nó sẽ xuất hiện một cái cây. Đó. Cái ngữ pháp thì mấy bạn có coi hay coi trong cái file liên tiếp trong G4 nè. Thì nha. Còn cái file input đó nó là cái đoạn mã, được chưa? Đó. Thì cái đoạn mã đó khi mà nó phân tích ngữ nghĩa xong á, nó phân tích cú pháp xong á thì nó được cái cây này. Được chưa? Đó, in it nha. Rồi, các bạn có thể tự các bạn coi in it phải đi chấm phẩy nó ra cái gì đúng không? Mỗi lần như vậy thì nhớ tắt cái màn hình này, được chưa? Rồi sửa lại ha, in it phải đi. Yeah. Khi mà sửa file input đó, thì chỉ cần chạy lại cái thằng cuối là đủ. Yeah. Thì nó ra được cái cây này. Rồi các bạn bước vô làm cái programming code cho thầy. Thì cái đoạn này là chính là cái đoạn ở trên cái trong cái sổ code luôn ha, trong cái thư mục hồi nãy luôn. Được chưa? Bây giờ mấy bạn đã sau cái quá trình phân tích cú pháp ANTLR nó sẽ sản sinh ra cho chúng ta là các một cái cây. Được chưa? Mỗi cái nốt trên một cái cây đó nó là tương ứng với một cái class. Thấy không? Nó tương ứng với một cái class. Cái class đó nó tên là gì? Ví dụ như trên cái cây của chúng ta có cái nốt tên là nốt program. Được không? Thì cái nốt đó thực tế là nó thuộc về cái lớp tên là program context. Được chưa? Program context. Program context. Thấy không? Rồi nếu mà trên cái nó trên đây là chúng ta có một cái hàng là varex có s thì chúng ta sẽ có một cái lớp tên là lớp varex có s còn tax, hiểu không? Được
giờ. Được chưa? Như vậy thì bất kỳ một cái nốt nào, được chưa? Đó, tương ứng với một tín hiệu không kết thúc như thế này á. Mấy cái này là tín hiệu kết thúc rồi nha. Còn ba mấy cái này là tín hiệu không kết thúc, đúng không? Thì tương ứng với một tín hiệu không kết thúc thì là nó là luật sinh của văn phạm á. Thì nó đều sinh ra một cái nốt và nó ghép từ cái tên của cái luật sinh. Đó, cái luật sinh thì cái chữ cái đầu tiên nó phải in biến thường, cho nên nó in ngoài cái chữ đó lên, rồi sau đó nó thêm chữ con tác vô. Hiểu chưa? Hiểu không? Đó, cho nên ở đây nè, chúng ta có cái hàm vision program. Được chưa? Như đã thầy đã nói rồi, là vision cộng tên cái gì là xử lý hàng đó. Tức nghĩa là đứng tại cái nốt đó thì chúng ta xử lý như thế nào đó. Thì cái thằng vision program chính là xử lý khi chúng ta nhận vô một program. Và lưu ý khi mà chúng ta nhận cái program trong cái quá trình mà chúng ta xin cây á, là chúng ta nhận là nhận bạc truy. Thì bạc truy á, nó xin cái tên cái lớp đó tên là program contact, chỉ nhận theo chỉ contact hết, tất cả các tên đều theo chỉ contact hết. Đó bây giờ hiểu không? Cho nên nó có thi trắc nghiệm này, thầy hỏi á, thầy hỏi là bây giờ thầy có cái nó cái nốt trên cái cây bạc truy là tên là program, hỏi là ABCD cái tên của cái lớp trên đó là gì, không trả lời được ngán chịu nha. Đề thi vừa kỳ vừa rồi là đã hỏi như vậy rồi đó nha. Còn cái chữ MP bạc sơ này là cái gì? Là cái ngôn ngữ này nó tên là MP, đúng không? Thì nó tên là MP bạc sơ, tại vì cái này là liên quan tới quá trình bạc mà, thấy không? Không, nó nằm ở trong cái file là MP bạc sơ, được chưa? Nhập program contact. Không, thông tin thì mình cứ mở lên. Đây mình mở code Java lên coi chơi chứ. Cái hấp dẫn. Đây nè. Đúng không? Nó có cái lớp tên là lớp Bkit bạc sơ, tại vì cái ngôn ngữ mình tên là Bkit. Đúng không? Trong cái lớp này nó có cái program không? À, nó dịch thành mã máy hết nè, đó ví dụ như Java này, thấy không? Program context này, thấy không? Đó thấy chưa? Nó dịch thành mã máy hết, giờ lấy gì mà sửa, đúng không? Làm sao mà sửa được? Đó, trong đây nè, nó có lớp đây là program context này, thấy chưa? Đó, rồi nó có cái lớp direct context này, thấy chưa? Đó. Rồi bây giờ nè, bài này thì chưa phải xin cây đâu, bài này người ta kêu là gì, hãy copy đoạn ở phía dưới vô chỗ làm bài và sửa lại thân của các hàm để đếm các terminal node. À, để đếm các terminal node, nghe chưa? Để đếm các terminal node. Rồi copy cái này số. Nghe kỹ nha, chỉ đúng một buổi và phần 2, nghe chưa? Là buổi hôm nay là coi như xong rồi đó. Nghe chưa? Chứ không có một buổi thứ hai và phần 2 đâu. Tuần sau là phần 3 đâu. Nghe chưa? À, sao bạch 3 vậy, 5 con liên tục mà vẫn không có khác khổng gì nổi. Không, mở quan điểm cho coi. Cũng không kỳ gì rồi cho coi. Thấy là sao mình ngộ không? Chừng mấy đứa không không ra, mấy đứa không làm không? Còn 9, 10, 9, 10, 9, 10 không không? Thấy không? Thấy chưa? À, sao mình 1 nè, 9, 10, 9, 10 không hết nè. Qua sao mình 2 bắt đầu xuất hiện cái phổ điểm bảy nè, thấy không? 7, 6 bắt đầu có nè, chứ số 1, 9, 10, 8, 9, 10, 8, 9, 10 không nè, thấy không? Nhưng mà số mình 2 nó vẫn xuất hiện 9, 9, 10, thấy chưa? Thấy không? Số mình 3 nè, thấy không? Thấy là số mình 3 là mấy cái này nó bỏ hết rồi nè, thấy không? Mấy cái này nó bỏ hết rồi, không? Hoặc nó có đập bài nhưng nó cũng không điểm, thấy không? Đó là 4, 2, 4, 2 nè, thấy không? Thấy không? Lâu lâu mới có điểm, còn lại không hết rồi, thấy không? Đó, thấy chưa? Nhưng mà vẫn có đứa mới. À, đó, vẫn có đứa mới.
Dạ. Rồi, còn qua đã xác định 4. Như thầy thống kê là có đúng 8 đứa nào thôi. Đâu, mà xác định 3 là có 87 đứa nào nha. Xác định 1, à xác định 1, 2 là có 120 mấy đứa nào. Được chưa? Vì trước này thì là học hết có 100 mấy à, 4 phòng thi à, có 160 à. Được chưa? Còn xác định 4 cuối cùng là chỉ còn có 8 đứa nào thôi. Được chưa? Và 8 đứa này thì không cần chấm cho 10 luôn. Tại vì nó có là mà nó phát được test case trên trên hệ thống là được rồi, thì vui rồi. Thấy không? Cho nó 10 luôn, tại là số 4 cũng có 10 chấm à. Thấy chưa? Đó, thấy chưa? Nó nói là đã nói rồi. À xin mình 1 và xin mình 1 á mà không cố làm thì đừng nói là lấy à xin mình 3 gỡ lại, thấy chưa? Tại vì thầy còn code solution là xin mình 3 á, là thầy ra cái đề xong rồi thầy bắt đầu thầy vô thầy code. Thầy code xong, thầy đang code, thầy thấy nó khó quá thì phải đi chỉnh lại cái đề cho nó dễ bớt không? Còn các bạn mà các bạn tiếp nhận là cái đề của thầy là sau khi thầy đã chỉnh cho nó dễ bớt rồi đó, mà nó còn tới mức độ như vậy nữa đó không? Đó, cho nên là không có lấy bài 1, bài 2 thì cố gắng lấy điểm bài 1, bài 2 để gỡ điểm cho bài 3. Chứ bây giờ bài 3 mà lấy là không có cơ hội đâu, nha nha. Thầy nói trước bài 3 là khó lắm đó, chứ không phải là đơn giản đâu. Mặc dù là thầy đã sửa cho nó cường độ là nó dễ nhất có thể rồi. Không. Rồi, bây giờ trở lại với cái bài của chúng ta là bây giờ chúng ta nhận vào một cái bài truy. Bây giờ chúng ta phải đếm coi nó có bao nhiêu cái terminal nó. Hiểu không? Bây giờ chúng ta sẽ lấy cái thằng này ra làm ví dụ. Và thường mấy cái hàm này thì thầy viết dự từ những cái hàm nào nó có luật sinh đơn giản thì viết trước. Không? Mà là những cái luật sinh mà nó ở tầng cao hơn thì thầy sẽ viết sau. Được chưa? Ví dụ như là ở đây thì thầy thường thầy sẽ viết cái thằng MP type với thằng IDS trước nha. Lưu ý mấy cái này là tín hiệu không kết thúc rồi nha. In là x phải y, mấy này là không tín hiệu không kết thúc nha nha. Đó. Như vậy thì bây giờ đếm trên cái cây này đi thì có bao nhiêu tín hiệu không kết thúc? Đếm cho thầy. Nhìn cái luật sinh nữa nha, đếm cho thầy. Mấy? Một nè, in nè, x nè, phẩy y là 4 rồi nè. Đúng chưa? Rồi, dấu chấm phẩy là 5. Rồi gì nữa? LF là 6. Đúng không? Cái thằng này không phải là tín hiệu không kết thúc chứ nha. Thằng này là thằng va declare tell. Thì theo trường hợp nó có hai trường hợp, một là nó xin va declare tell hoặc là nó xin rộng. Thì chẳng qua là trong trường hợp này là nó xin rộng. Nghe chưa? Chứ không phải nói là tín hiệu không kết thúc. Đồng ý chưa? Rồi, cho nên bây giờ chúng ta viết ngược lên. Viết từ dưới chúng ta ngược, viết ngược lên. Rồi, viết cái MB thang trước đi. Thì MB thang nó có hai trường hợp. Hoặc là nó xin in thang, hoặc là nó xin plot thang, đúng không? Hoặc nó xin in thang nè, hoặc nó xin plot thang. Trong hai trường hợp này thì terminal node của nó cũng là gì? Cũng là một thôi à, số lượng của nó cũng là một thôi à, không có gì khác nhau hết, đúng không? Cho nên rằng là chúng ta sẽ return lúc nào chúng ta cũng return một thôi. Được chưa? Rồi, bây giờ tới visit cái thằng IDS. Thì cái thằng IDS này á, nó có hai trường hợp. Một là trường hợp có 3 con, hai là trường hợp có 1 con. Đúng không? Ở trên cái cây này nó cũng thể hiện được rằng đây là cái thằng IDS này á, là thằng IDS có 3 con. Còn thằng IDS này là IDS có 1 con. Đúng không? Nhưng mà chúng ta biết tổng quát, chúng ta phải biết tổng quát mà chúng ta lập trình mà, chứ đâu có chúng ta xét cho cái đúng cái trường hợp này không đâu. Đúng chưa? Cho nên rằng là chúng ta phải xét hai trường hợp, nó có 3 con và nó có 1 con. Đồng ý không? Bây giờ làm sao để chúng ta kiểm tra được nó có 3 con hay là kiểm tra được nó có 1 con? Hả? À, thì ở trong ADTLR nó cung cấp sẵn cho mỗi các bạn cái hàm tên là
get, try, count. Được chưa? Để đếm cái số con bao nhiêu. À, nếu số con là 1 thì cái terminal đó cũng là 1. Hiểu không? Được chưa? Nếu số con là 1 thì tức nghĩa là ID nó xin có 1 cái ID, mà ID đó chính là terminal node, cho nên là có 1 cái terminal node. Đồng ý chưa? Đồng ý không? Dòng tự đi. Rồi dùng như vậy thì trường hợp ngược lại, tức là xin 3 con. Thì xin 3 con thì nó xuống terminal node thế làm sao? Xin 3 con tức là ID nè, rồi dấu phẩy nè, rồi IDS. ID là một tín hiệu kết thúc rồi, dấu phẩy là một tín hiệu kết thúc rồi, nên là chắc chắn phải là từ 2 trở lên. Còn cái IDS này á, nó có nghĩa là IDS, xin IDS này nè, thì dưới cái IDS này bao nhiêu? Không biết. Tại SI thì dưới nó có 1, chứ bây giờ SIZ, người SIZT, không biết nó có nhiêu đâu. Được chưa? Đúng không? Nhưng mà chúng ta biết được rằng là khi mà chúng ta gọi save.visit, chúng ta truyền cái thằng con vô, được chưa, thì nó sẽ đếm ra được bao nhiêu cái, đúng không? Như vậy thì chúng ta sẽ lấy thằng save.visit đó, lấy con ra thì là save.idf đóng bằng đúng không, được chưa? Lấy cái tên của thằng con đó, được chưa? Lưu ý chỗ này á, thầy thường thầy viết ở trên đây như thế này cho nó dễ nhìn. Được chưa? Thì đứng tại IDS, bây giờ muốn lấy cái con IDS này thì chúng ta lấy cái tên của nó, đó là CT đó, chúng ta chấm IDS y nguyên tới cái tên đó luôn thì chúng ta lấy được con, nhớ đóng mạnh của mình. Được chưa? Đó, lấy như một cái hàm, được chưa? Còn từ bài lớp số 3 cũng sẽ lấy con được, nhưng không có cái đóng mạnh của mình, được chưa? Rồi thôi, nói chung là qua lớp số 3 rồi, bây giờ tới tập lớp số 2 rồi, những tuần sau là tới rồi. Rồi, thì nhờ cái hàm này nè, nhắc lại cái hàm này nó sẽ đếm coi là cái ai đi hết con á, nó có bao nhiêu cái non terminal đó, được chưa? Sau đó thì chúng ta cộng thêm 2 nữa ha, cái thằng 2 này chính là cái thằng ai đi dấu phẩy và chúng ta trả lời. Đồng ý chưa? Hiểu cái hàm ai đi hết chưa? Hiểu không vậy? Hiểu không? Thầy đó thầy có một buổi duy nhất để dạy nhớ lại cái bài này thôi đó. Mấy cái câu trong cái bài này còn lại phía sau á là nó có trên YouTube, thì nó sửa rồi, trên YouTube sửa. Nhưng mà thầy phải dạy cho mấy bạn ít nhất mấy câu cơ bản. CT.IDS còn gì nữa? Save.visit thôi, mà nó tự động nó gọi điều hướng cái hàm kia nha, nó vô accept và accept sẽ thảy nó đi tới đúng cái hàm đó, đừng có gọi trực tiếp IDS nha, đừng bao giờ gọi trực tiếp một cái hàm đó, nó sẽ tự điều hướng tới nha, trong cái MV visitor thì nó tự nó có accept để nó gọi rồi đó, chúng ta chỉ cần gọi save.visit thôi, còn nó sẽ tự điều hướng tới đúng cái IDS nha. Rồi, tiếp. Bây giờ tới cái ba đấy. Không, thì như ở trên đây là cái gì? Cái ba đấy. Ba đấy xin MB time IDS và dấu chấm phẩy. Được chưa? Rồi, bây giờ một kinh nghiệm nè. Cứ cái gì là tín hiệu không kết thúc á, hiểu không? Cái gì mà tín hiệu không kết thúc là phải gọi visit, nghe chưa? Không có còn cách nào khác hết trơn á, phải gọi visit thôi. Quan trọng bạn phải hiểu được rằng sau khi bạn gọi visit nó trả về cái gì, hiểu chưa? Nó trả về cái gì?
Như vậy thì cái thằng ba đách này nó sinh ra ba con là MB5IDS.7, đúng không? Thì khi bạn gọi, cái sam.vision, cts.mb2, thằng này nó trả về cái gì? Thằng này trả về cái gì? Đừng nói trả về con số mãi, trả về cái gì? Trả về ý nghĩa của cái trả về là gì? Hả? Số con mà ở dưới cái cây con MB2, đúng không? Số con mà nó nằm dưới cái cây con MB2 là tức như là ba đách đây nè, thì nó nằm ở dưới cái cây con MB2 này nè là bao nhiêu? Hiểu chưa? Rồi, tiếp tục chúng ta sẽ gọi tín hiệu không kết thúc thứ hai là sam.vision cds.ids đúng không? Hiểu chưa? Thì nó trả về gì? Số terminal đó ở dưới cái cây con ids, hiểu không? Rồi thêm dấu chấm phẩy là một cái terminal node nữa. Chúng ta phải lấy ba này cộng lại, đồng ý không? Ta lấy ba này cộng lại, cho nên chúng ta mới có là sam.vision cds.ids. Rồi chúng ta cộng một nữa, không, cái dấu một đó chính là cái dấu chấm phẩy đó, hiểu chưa? Cho nên một cái kinh nghiệm nha, là cứ thấy tín hiệu không kết thúc là thường là vision liền nha. Nếu mà ai viết tốt á, không, thì cứ xem chấm vision tới à, không có còn gì nhá, rồi cuối cùng nghĩ cái cách nào để nối lại thôi. Và đặc biệt viết bằng VNF, còn ai viết bằng EVNF thì coi chừng nha. Nói trước là tại vì thầy là bắt đầu bây giờ nói mới bắt đầu hiểu là tại sao cái lời đó của thầy nó nói càng làm đi càng làm mấy bài quỷ sao thì mới biết nha. Rồi tới ba đắc theo thì cái ba đắc theo á nó sẽ sinh là ba đắc theo hoặc là tổng. Như vậy nó có hai trường hợp, một nó sinh hai con, hai là nó sinh không con, không có con nào hết. Như vậy thì một cách kiểm tra thứ hai á, thay vì đếm con như vậy thì chúng ta có thể kiểm tra là nó có con ba đách hay không. Nếu nó có con ba đách hoặc là nó có con ba đách theo, tức như là nó sinh theo trường hợp này. Còn nếu nó không có thì nó sinh theo trường hợp rộng, đúng không? Hiểu không? Thì thay vì chúng ta kiểm tra như vậy thì chúng ta kiểm tra bằng cách số con, chúng ta có thể kiểm tra là nó có cái con đó hay không. Được chưa? Như là ở dưới đây thì thay vì chúng ta kiểm tra có ba con thì chúng ta kiểm tra là nó có dấu phẩy hay không cũng được nữa. Được chưa? Hay nó có IDS hay không cũng được nữa. Được chưa? Rồi. Thì nếu nó có ba đấy thì tất nhiên là nó sinh theo trường hợp này. Mà sinh theo trường hợp này là hai tín hiệu không kết thúc, đúng không? Hai tín hiệu không kết thúc thì chỉ có vision, sau đó cộng lại thôi, đúng chưa? Hiểu chưa? Vision sau đó cộng lại. Return sam vision cds.ba-dac. Rồi sam vision cds.ba-dac. Còn trường hợp ngược lại là không, đúng không? Trường hợp lại là sinh rộng mà rộng này cũng không có cái gì thì cũng không được tính là một cái terminal node, cho nên là chúng ta sẽ trả về là không. Đồng ý chưa?
thì nó sinh ra Vadek theo. Đúng chưa? Có một trường hợp duy nhất à. Được chưa? Thì chúng ta sẽ gọi vision 2 này và chúng ta cộng lại thôi. Được chưa? Thì thực tế chúng ta dòng số 13 gấp lên. Rồi cái cuối cùng là cái program. Ở đây thì có một cái tín hiệu không kết thúc là ba đặc. Bây giờ phải vision nó. Đúng. Rồi có cái EOF là một tín hiệu không kết thúc nữa. Thì lấy hai đó cộng lại với nhau. Được chưa? Save.vision cnet.vadex cộng 1. Cái 1 đó chính là cái EOF, đúng không? Rồi. Câu tiếp theo là đếm tín hiệu không kết thúc được làm được coi. Đếm tín hiệu không kết thúc nha, hay là đếm tín hiệu kết thúc, và bây giờ là đếm tín hiệu không kết thúc. Bây giờ sửa ở đây để cho nó đếm tín hiệu không kết thúc. Rồi như cái này thì đếm như thế nào? Đếm có bao nhiêu tín hiệu không kết thúc? Bao nhiêu? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Đúng không? 7 tín hiệu kết thúc. Ví dụ đứng tại AGS mà trường hợp sinh một con thì có bao nhiêu tín hiệu không kết thúc? Trường hợp sinh một con có bao nhiêu tín hiệu không kết thúc? Có một, đúng không? Chính là AGS luôn. Còn nếu AGS có ba con thì có một rồi nè, đúng không? Bên đây không phải mà đây có dưới này. Được chưa? Có nhiều bạn đếm vậy nè, đếm có dưới này xong cộng đây nữa là bị dư một, hiểu không? Đếm có dưới này là tức nghĩa là cái cây nó bắt đầu từ đây nó quét xuống rồi. Được chưa? Thì chúng ta chỉ cộng là cộng một ở đây thôi. Tụi em chỉ cộng thế này là sai đi nhá, là dư một, hiểu không? Hiểu chưa? Đó cũng như program sẽ nha. Đếm của ba điện le, tức là từ ba điện le đếm là ba điện le này nó đã có trong cái cây ở dưới đây rồi, thì cộng một là cộng một của program chứ đừng có cộng một đây là cộng một đây nữa, hiểu không? Rồi nhanh lên nha, 5 phút nữa thì qua câu ba nha. Đảo cửa câu ba, câu hai là tự động đếm đếm sao đi. Hai câu đó là tập làm quen với cái chuyện cây thôi. Qua câu 3 mới là thực sự là vô ở sinh học nè. Rồi bây giờ nè, lưu ý nè, tiếp nào. Tiếp. Bây giờ mấy bạn nhìn kỹ ha. Là cái cây này là cái cây bạch tuy. Đồng ý chưa? Bây giờ nhiệm vụ như vậy thì cái cây này có một cái yếu điểm là nó còn giữ lại mấy cái dấu phẩy với cái phẩy. Không thì khi nghe nó học rất là nhiều. Được chưa? Thì cái dấu nó không có thể hiện ngữ nghĩa. Thì thích thì tôi sử dụng cái phẩy, không thích thì sử dụng dấu khác, đúng không? Do cái ngôn ngữ của tôi quy định thôi, được chưa? Cho nên rằng là cái cây này là cái cây còn phụ thuộc vào ngôn ngữ nguồn, được chưa? Thầy Hưng sẽ nói như vậy. Còn bây giờ chúng ta phải chuyển thành một cái cây không phụ thuộc vào ngôn ngữ nguồn nữa, được chưa? Thì cái cây đó là cây ASC, được chưa? Thì người trong cái đề bài người ta cho các bạn các lớp trên cây ASC như sau. Thứ nhất có cái lớp program, được chưa? Để thể hiện rằng là một chương trình. Trong chương trình nó có bao gồm là một list các điện lệ, một danh sách các khai báo. Thì
Thì cái điền la này nè, thì trong cái nội dung của cái bài này thì nó chỉ có cái va điền la thôi, hiểu không? Nó chỉ có cái va điền la thôi, đồng ý chưa? Nó chỉ có va điền la thôi. Va điền la là gì? Để thể hiện cho cái lớp, cái lớp này nè, để đại diện cho một cái khai phóng viên, một cái khai phóng viên nè. Thì trong một cái khai phóng viên thì gồm có cái phần variable, nó là một cái ID để nó chứa cái tờ đó, quên còn cái ID nữa chứ. Dạ. Đó là ID. Thì trong đó nó còn cái name để lưu giữ cái tờ. Và cái thứ hai nó là một cái var type. Thì nó kiểu của nó là kiểu type. Thì cái kiểu type này thì đề bài nó cho hai kiểu, một là kiểu int hay là kiểu float. Được chưa? Như vậy á, thì về mặt nguyên tắc á là gì? Là về mặt nguyên tắc là khi mà chúng ta đọc vô cái này á, thì chúng ta sẽ hiểu được rằng, đó, khi mà chúng ta diễn dịch ra thì nó là gì? Chương trình bao gồm một danh sách các phát biểu, danh sách đó có lỗi, danh sách các khai báo. Danh sách đó gồm có hai khai báo, một là khai báo in, chữ in, hai là khai báo in, chữ in. Hiểu không? Hiểu chưa? Hiểu không? Tới đây hiểu chưa? Ý là cái ý nghĩa của cái chương trình này là như vậy, như nó. Nó là một chương trình bao gồm một danh sách các khai báo. Danh sách các khai báo đó gồm có hai khai báo, một là khai báo biến x, hiểu y, và hai là khai báo biến y, hiểu y. Được chưa? Hiểu không? Tới đây hiểu chưa? Ý nghĩa của nhà nó như vậy. Như vậy thì căn cứ vô trên các lớp người ta cho á, thì từ cái cây đó chúng ta phải tạo thành cái cây mới, đó là cái cây tên là cây program. Không? Cái cây program đó đó, không? Nó cái cây program này nè, thì trong đó nó có cái một thằng con, đó là thằng DECL, đúng không? DECL trong cái đề bài DECL không các em? Đó, thằng DECL thì thằng DECL này chính là một cái gì? Một cái list, đúng không? Cái list này có hai phần tử. Phần tử thứ nhất chính là một cái va điền la, đúng không? Va điền la này là gì? Khai báo biến x biểu y, cho nên nó có cái phần gì? Phần variable, phần variable, đúng không? Là một cái ID đang chứa chữ x, đúng không? Tức là cái này của cái ID này chính là x, hiểu không? Bây giờ cái thứ hai là cái var type của nó, được chưa? Chính là một cái int, int type. Thấy chưa? Phải biết còn đây để còn biết cái còn lại. Thấy chưa? Cái là phần thứ nhất của nó là một cái var điền la. Thấy chưa? Có cái con, có một thằng con là gì? Là variable. Variable này là một cái ID đang chứa cái name, chính là cái. Rồi, còn cái var type thì giờ thì nó chính là một cái int type. Rồi bây giờ được chưa? Thì cái cây này là cái cây con này là thể hiện gì? Khai báo biến x, chịu y. Rồi bây giờ ở đây là bây giờ. Rồi còn cái thằng phần thứ hai của nó, được chưa? Cái phần thứ hai của nó cũng chính là một cái van liền le, nhưng thể hiện đó là biến y kiểu chịu y. Thì biến y kiểu y tức nghĩa là có cái phần variable là id, đúng không? Kiểu y đang chứa chữ y. Rồi tức nghĩa là cái name của nó là chữ y, được chưa? Còn cái ba điền le đó, cái ba thay của nó là một cái in thay luôn à, hiểu chưa? Đó, cái cuối cùng mình muốn là bằng cái cây này thấy không, nó đâu còn chứa dấu phẩy nữa, đúng không? Mà nó không tách biệt ra được, nó không có gom cụm là x y, nó lạc xạ cả hết, đồng ý chưa? Được chưa? Rồi bây giờ nhiệm vụ từ cái cây này chuyển sang cái cây đó, đúng
đó là điều dụng là ta đặt tên cả sản phẩm số số hàng được chưa. Rồi bây giờ chúng ta giải quyết cho cái câu này chưa? Rồi coi kỹ này code nè, mình cũng copy cái khung nó xuống đó. Rồi, tao có từ những thằng dễ chứ. Rồi, bây giờ nè, khi visit em vào bên thai thì em vào bên thai có hai trường hợp, một là xin in thai, hai là xin block thai, đúng không? Khi mà nó xin cái thằng in thai này, tức là in thai của em là đây là R, đúng không? Thì chúng ta sẽ trả ra in thai của as đây, hiểu chưa? Còn nếu mà nó sinh ra flock thai của a là tên là r thì chúng ta trả về flock thai của as đây, hiểu chưa? Cho nên chỗ này chúng ta sẽ viết như sau: trả về in thai, cái in thai này là in thai của a của as đây chưa? Nếu mà nó có chứa in thai của a là tên là r, hiểu chưa? Còn ngược lại thì nó sẽ trả về lọt hàng, được chưa? Hiểu cái dòng code này có hại không? Hiểu chưa? Rồi tiếp tới cái IDS. IDS thì nó xin ID dấu phẩy IDS hoặc là ID. Đây là chúng ta nhìn cho nó kỹ, ta nhìn cho nó thật sự là kỹ nha. Thì cái tại cái thằng IDS thì nó chứa là cái gì? Y nó thôi, nó chỉ chứa mấy cái tên SI thôi, đúng không? Đứng tại IDS thì nó chỉ có chứa mấy tên SI này thôi. Cho nên theo bạn, nếu bạn có được mấy cái tên SI đó rồi á, đúng không? Thì mấy bạn tạo được cái gì trên những cái lớp SI này? Tạo được cái gì? Tạo được cái gì? Tạo được 3 điện leo. Tạo được 2 điện leo. Ủa tạo ba điện leo thì có hai thứ, một ba điện leo hai đã ba thay, ba thay không tạo được thay ai đi hết mà, hiểu không? Đứng tại ai chỉ nào được cái gì chỉ nào được ai đi thôi, hiểu chưa? Mình phải hiểu như vậy đó để sau này mình nhìn vô các bạn phải có nhiệm vụ với bạn tập cái này nhá, các bạn tập mới bạn hiểu được cái lớp này nó đang mô tả cái gì đó nha. Nếu các bạn đọc ở sau nên các bạn phải tự hiểu cái đó thầy quăng cho các bạn cái file ASD sẵn, được chưa? Thì đứng tại IDS là chỉ có thể tạo được ID. Trong IDS này nó có thể nó có chứa nhiều ID, đúng không? Thì chúng ta cùng lắm chúng ta sẽ tạo được một list các ID là hết rồi, hết mức, hiểu chưa? Hiểu chưa? Đó. Như vậy thì đứng tại đây thì trong trường hợp nó có một con, không, trong trường hợp nó có một con nữa. Thì bây giờ chúng ta tạo được ID đúng không? Tạo được ID. Bây giờ ID nó bắt là truyền, phải truyền cái tên vô mới tạo được, đúng không? Bây giờ cái tên làm sao lấy ra? Hả? CTX.ID được chưa? Là lấy cái thằng con ID ra. Thằng này là trường hợp một con, được chưa? Được chưa? Trường hợp này là một con. Nhưng mà cái ID này là ID của A là tên là R. Bây giờ muốn lấy cái phần tên của nó ra thôi, lấy cái phần chữ S, chữ Y, chữ Z của nó ra thôi, thì chúng ta phải gạt gọi thêm cái nào nữa là hàm get tags, được chưa?
Và lưu ý là khi dùng thực tới terminal node ID là terminal node gì nữa thì nha, thì chắc chắn là gọi get tag sao còn có gì nữa cho nó có đảm luôn không. Đó là chỉ gọi get tag thôi. Nếu muốn gọi tiếp để lấy dữ liệu ra thì chỉ có gọi get tag. Đồng ý chưa? Gọi get tag. Rồi. Nhưng nếu có ba con trường hợp nó sinh ra ID phải ID hết. Nếu nó sinh ra ba con chắc chắn chúng ta phải có ít nhất mấy cái ID được tạo ra, hai cái ID được tạo ra, tức nghĩa là phải tạo ra cái list đúng không, tạo ra cái list gì nữa đúng chưa, phải trả về cái list. Trong trường hợp nó có ba con phải trả về cái list. Trong trường hợp nó có một con thì bây giờ các bạn lại chơi, các bạn trả về sẵn một thằng ID luôn. Như vậy một hàng mà trả ra hai loại rất phiền đúng không, một hàng mà trả ra hai loại là rất phiền để phải xử lý. Cho nên chúng ta không làm như vậy, và trong trường hợp nó có một con thì chúng ta cũng cứ trả về danh sách có một thằng chưa. Cho nên chỗ này á, thay vì chúng ta sẽ trả về một cái ID thì chúng ta sẽ trả về một list có một phần tử, hiểu chưa? Chứ không thôi chúng ta phải xử lý hàng cực con đó, rất cực nha. Xử lý khi nào biết nó là list, khi nào biết nó là một cái ID phần tử thì nó rất là cực. Hay là như vậy chúng ta sẽ trả về một list có một phần tử, hiểu chưa? Rồi, thì như thầy nói rồi, kinh nghiệm phía trước là gì? Kinh nghiệm phía trước là đụng tới cái gì? Đụng tới ID mà đụng tới tín hiệu không kết thúc là chắc chắn phải gọi season, được chưa? Xem trường hợp này là trường hợp ba con nha, trường hợp ba con xem chấm season cts chấm id. Thì chúng ta phải hiểu nha. Ví dụ trong trường hợp nó là x y z thì cái thằng self.vision cts này nè, nó trả về gì? Nó trả về gì? Hả? List của cái gì? Hả? List của gì? ID gì? Đọc luôn đi, bây giờ là ví dụ x y z thì cái thằng này trả về gì? Hả? List của ID ID z đúng chưa? Là phải trả về danh sách có hàng phần tử là ID Y và ID Z đúng chưa? Còn cái ít đó thì nó đựng cho đang nằm ở trong cái terminal ID, được chưa? Cái thằng nằm trong terminal ID và muốn lấy cái thằng này ra thì chúng ta chỉ có lấy là y chang như trên, được chưa? Thì cái thằng này nè là nó trả về cái gì? Nó trả về ID ID X đúng không? Nó tạo thành cái ID X, được chưa? Hiểu chưa? Thì bây giờ chúng ta lấy cái thằng đó ra, chúng ta nhét vô trong cái danh sách này đúng không? Nhưng mà chúng ta phải nhét vô đâu danh sách? Nhét vào đầu danh sách. Bây giờ nhét sao? Nhét vào đầu danh sách. Nếu mà xài hàm thì mình có hàm prepack để thêm vào đầu danh sách, còn không thì chúng ta phải viết như sau đúng không, là chúng ta phải bây giờ giả sử cho thằng này là A đi, thằng này là B đi, đúng chưa? Thì chúng ta phải tạo cái thằng này thành một cái danh sách nữa, rồi chúng ta nối hai cái danh sách này lại không, recurse A cộng B, được chưa? Thì nó sẽ tạo ra danh sách là ID X, ID Y, ID Z. Mà thay vì mình viết như vậy thì bây giờ viết phòng một hàm một dòng thôi, return hai này cộng lại luôn trên rồi, hiểu chưa? Hiểu chưa thì có cộng được thứ tự của ta cộng vô thì hỏi sao nó đảo mà. Nó là đảo thành Z, X, Y là chết nha.
khác. Hiểu chưa? Thế cái này giống như cái đề quy gì đó. Nó giả thì giờ chúng ta chỉ hiểu là à, mày giả vậy đó, tao phải xử lý mày tiếp như thế nào. Nó chuyển cái chạy như thế nào để nó. Chưa? Còn ngồi đó mà nghĩ nhiều đến cái chuyện mà nó giả là như thế nào thì là coi như là nó phải khô. Bây giờ tới cái ba đắc. Ba đắc thì sinh ra là MB thai rồi gì nữa, IDS rồi dấu chấm phẩy, đúng chưa? Bây giờ rồi rồi bây giờ ha, thứ nhất chúng ta phải, chúng ta có hai tín hiệu không kết thúc đúng không, thì chúng ta phải gọi đi dịch thôi, xem chấm đi dịch cts chấm mb hai thì giờ đúng chưa? Chúng ta kỳ vọng thằng này trả về cái gì? Ví dụ trong trường hợp là in, hit, iz, ta kỳ vọng thằng này trả về cái gì? Trả về gì? Trả về gì? Trả về in không? Trả về in trả cái gì? Trả về cái gì trong AST? Trả về in 2 của AST đúng chưa? Cái thằng đó phải trả về in 2 của AST. Rồi còn một tín hiệu không kết thúc đó là IDS. Thì cái thằng này sau khi visit xong thì chúng ta cầu mong nó trả về gì? Một list của ID, ID hit, ID hit, ID z, đúng không? Rồi bây giờ có thể tạo thêm được cái gì rồi? Có thể tạo thêm được gì rồi? Ba điều ra rồi, đúng không? Tại ba điều ra kiểu cần gì đó? Cần tên, đúng không? Cần kiểu và cần ID. Thì bây giờ có ID nè, có kiểu luôn rồi nè, đúng không? Bây giờ chúng ta lấy cái thằng này, chúng ta ráp cái thằng này, chúng ta tạo thành ba điều ra của ít. Lấy thằng này ráp cái thằng này tạo thành ra điều ra của thì lấy thằng này chiếc giá cái thằng này tạo thành ra điều ra của Z, sau đó chúng ta gộp cho nó thành một cái danh sách, đúng không? Cái này học chưa? Học chưa? Nhớ đó là phần bài số 2 đúng không? Distribution đúng chưa? Biết và có những cách là đã chỉ cho biết rồi, được chưa? Và bây giờ chỉ có lấy ra slide thôi. Rồi return và declare x mb type for x in ids. Yeah. Đó là biết theo list of creation. Yeah. Và declare theo. Và declare theo. Nó sinh ra là và declare. Và declare theo. Hoặc là rộng. Đúng không? Bây giờ chúng ta lấy một ví dụ đi, đó là in x.y rồi float a.b. Float a thôi rồi, ok. Float a.b đi. Được chưa? Rồi chúng ta lấy cái này vô chúng ta coi cái cây của nó chơi.
hiện đủ thứ chỗ hết rồi nè. Ba điều tra có thể sinh ra trường hợp hai, hoặc là ba điều tra có thể sinh ra trường hợp rộng. Như vậy thì nhìn chung rằng á, ba điều tra á, chúng ta phải hiểu được rằng là về bản chất ba điều tra nó chỉ là một hình thức đệ quy của ba đắc thôi. Cho nên về bản chất nó sẽ trả ra y như ba đắc, nó sẽ trả về list của các ba điều tra, đúng không? Nó trả về list của các ba điều tra, đúng không? Và chúng ta kỳ vọng như vậy, đúng chưa? Rồi. Rồi. Bây giờ nếu trong trường hợp nó không có con, CT.get sai cao bằng 0 thì nó sẽ trả về một danh sách rộng. Tại vì ta như đã nói rồi, đây là hình thức đệ quy của ba điều tra nè. Được chưa? Cho nên ba điều tra trả về list của các ba điều tra thì lần này trong trường hợp không xin cái gì thì nó phải trả về list rộng. Đồng ý chưa? Nó phải trả về list rộng. Còn trong trường hợp nó có hai con, được chưa? Thì thằng này là trả về một cái danh sách, khi vi dịch xong thì trả về một cái danh sách. Thằng này trả về một cái danh sách nữa, hai cái danh sách này cộng lại với nhau là xong, đúng chưa? Cho nên chúng ta có là chúng ta gọi visit xong, chúng ta cộng lại return save.visit cts.vadeclare cộng save.visit cts.vadeclare được chưa? Cái này hiểu không? Rồi, ba declare có S cũng vậy ha. Ba declare có S thì nó cũng vậy thôi à, có khác gì đâu. Ba declare theo. Cho nên cũng là cái dòng này cướp lên. Program sinh ra ba declare S, L, F đúng không? Thì thường là cái thằng program á là thằng con của nó trả về gì thì nó trả về cái đó, đúng không? Và nó bao trong cái program, được không? Program save.visit cts.vadeclare. Không, cái vadeclare có S đó là nó cũng sẽ trả về cái gì? Nó trả về list các vadeclare đó. Được chưa? Thì lấy tất cả xong rồi gom vô program thì cuối cùng chúng ta có được cái program cuối. Được chưa? Ở chỗ này hiểu không vậy? Sau là bắt đầu mấy bạn mới bắt đầu dần hiểu rồi, cái nào không hiểu thì hỏi lại. Cho nên thầy quyết định, cho nên mấy bạn học, mấy bạn cứ cốt bằng cái phòng lập thông thường á là vô là chết nha. Vì là hồi nãy đâu không có thấy phòng lập gì hết đúng không? Bây giờ là thấy phòng lập nè, TV này á là phòng lập rồi đó, rồi viết từ dưới lên. Bây giờ là IPRS cho nên là còn ít lớp lắm, còn 4 lớp à. Được chưa? Nhưng mà bây giờ nó nảy sinh ra các câu chuyện nè. Bây giờ cái visit MB time thì y như cũ nha, không có gì đổi hết. Sửa câu này nữa rồi nghỉ. Các câu còn lại coi trên YouTube. Còn có 2 câu à. 2 câu đó là sửa. Thậm chí 2 câu này này cũng sửa cho nó rồi. Là mỗi năm là thầy dạy mỗi kiểu thôi.
Rồi bây giờ tới cái ADS. Cái ADS hồi nãy là người ta biết theo kiểu đại quy, còn cái ADS này bây giờ người ta biết bằng kiểu UVDF. Thì nếu mà trong cái luật sinh mà có hai cái tín hiệu mà nó và nó trùng nhau thế này á, thì khi mà gọi CD trong cái con tín hiệu á thì nó sẽ trả về một list các tín hiệu đó, nên thứ tự thì ra một cái, ví dụ như list IZ đúng không, thì bây giờ nó sẽ trả về list ID, nhưng mà anh nói là ID lúc này không chỉ nói là ID của anh là TLR thôi nha, thì A là ID, 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 ID Z của anh là TLR, hiểu chưa? Rồi chắc lại nè, bây giờ đó là có cái ADS một ID Copper ID sao, thì lưu ý là lúc này chúng ta gọi là CDS.ID á là nó sẽ trả về một list các ID mà của ANTLR á, thì cái dấu chấm trên đầu là của ANTLR nha, hiểu chưa? Nhiệm vụ chúng ta phải từ cái list các ID của ANTLR này chuyển thành list các ID của cái gì? List các ID của AST, đúng không? List của ID của AST, hiểu chưa? Như vậy thì bên đây là có IDX, IDE, IDZ của ANTLR chuyển IDX, IDE, IDZ của Aston, sử dụng gì vậy? Viết bằng functional rồi mình coi, sử dụng gì vậy? Sử dụng gì vậy? Map filter, renew cái nào? Rồi, map đúng chưa? Rồi, ok. Không. List của map, đúng không? Lambda X, cái ít đó là một cái ID của ANTLR, đúng không? Thì chúng ta lấy gì? Chúng ta lấy get text để chúng ta lấy phần chữ ra, rồi chúng ta lấy cái ID chúng ta bao lại, đúng không? Được chưa? Rồi, cho nên ở đây là ID hit chấm get text, được chưa? Và chạy trên danh sách CTS chấm ID, hiểu không? Rồi bây giờ tới cái varac, cái varac thì thực ra nó như cũ, không có gì mới. Varac mb type ids dấu chấm phẩy, cho nên về bản chất nó cũng là hàm phân phối thôi, đúng không? Rồi ids là save chấm visit cts chấm mb thang ổ lộn ids. Rồi một thằng trả về cái thang, một thằng trả về một list các id thì là phân phối vô thôi chứ cũng không có gì hết, thì nha. Nhưng mà viết bằng functional wrapping thì cũng sử dụng map. Viết bằng IPNS mà theo 4, 5 cái quy tắc của thầy á thì nó vẫn còn đỡ.
bây giờ nó bắt đầu sinh chuyển. Chỗ đó hiểu chưa? Chỗ ba điện lan hiểu chưa? Chẳng qua thì viết lại cái ba điện lan kia thôi nha. Ba điện lan kia là viết bằng list comprehension. Ba điện lan này thì viết bằng cái gì? Functional programming thôi. Thấy chưa? Chứ không có gì mới cho nó. Tại vì về bản chất hai hai làm đi dựng xong rồi trả về y chang nhau, không có khác gì trên á. Cho nên thật ra đó là cái hàm list review thôi. Rồi bây giờ cái cuối cùng là cái program. Program của nó nói là nó là va điện le cộng LS. Thấy chưa? Rồi. Bây giờ chúng ta phải hiểu cái này như thế nào. Program ra va điện le cộng LF. Thì lúc này á, cái thằng CTS á mà chăm va điện le á, nó trả về cái gì? Một list cái gì? Một list các gì? Va điện le contact hay là va điện le của ANTLR, nó trả về ba điện len của ANTLR, nhớ. Nhưng mà vô đấy là list của các ba điện len nha, hiểu không? List của các ba điện len, mà một cái ba điện len khi vision á, thì nó tạo ra gì? Một list cái ba điện len của ANTLR đó, một thằng đó nha. Tức nghĩa là một cái ba điện len mà của ANTLR đó khi vision thì trả về cái gì? Trả về một list các ba điện len của Einstein, đúng không? Một list các ba điện len của Einstein, hiểu chưa? Đây hiểu không? Nè đúng không? Một cái ba điện len của Einstein thì trả về một list các ba điện len của Einstein, đúng chưa? Rồi, như vậy thì một thằng thì trả về một list. Bây giờ một list thằng thì trả về list lòng list, đúng không? List lòng list. Nhưng mà cái program bên ngoài thì program nó cũng nó muốn mấy thằng này phải sao? Phải cùng cấp với nhau, đúng không? Có muốn ví dụ như là in x phải a rồi float a phải b, được chưa? Thì theo này thằng này chỉ là ba điện len một, thằng này ba điện len hai nè, được chưa? Ba điện len cộng mà thằng này trả về một list, thằng này trả về một list, tôi lại làm một cái list tôi bao lại nữa, cho nên này là list lòng list, hiểu chưa? Được chưa? Và bây giờ chương trình của AC là nó muốn bốn thằng này có cùng ngang cấp với nhau hết, hiểu không? Nó không có lọc nhau, được chưa? Tại vì cái lọc nhau đó là nó không thể hiện được nữa nghe, được chưa? Cho nên là bây giờ list lòng list mình muốn cho nó bằng nhau hết phải sử dụng gì? Sử dụng gì? Flatten, đúng không? Renew đó, được chưa? Flatten nữa nè, được chưa? Đó cho nên là bây giờ đụng tới bắt đầu bài khó hơn là nếu mình biết bằng hồi nãy biết bằng gì? Biết bằng BNF á, đâu có chuyện gì đâu, cộng xong rồi, đúng chưa? Cộng hồn rồi là xong. Còn bây giờ mà biết bằng cái kiểu này là không được rồi, không ổn mà. Được chưa? Phải biết là nó trả về cái gì và nó hiện đi tới đâu và nó hiện trạng nó đang làm thế nào để chúng ta sử dụng cái hàm cho nó phù hợp, hiểu chưa? Đó cho nên chỗ này là phải xài flat thôi, thấy không? Sử dụng phải xài cái flat thôi, được chưa? Rồi thử coi biết coi nó sử dụng ngon 5 phút nữa thì biết cái kết quả. Rồi giờ biết thử nha. Bây giờ cái CTS, đúng không? Cái CTS chấm va declare, được chưa? Là nó trả về một list chấm va declare, được chưa? Bây giờ chúng ta cùng vừa visit vừa flatten ra luôn nha. Thì chúng ta sẽ gọi cái hàm
Renew. Đâu, Lambda. Revier current. Đúng chưa? Revier cộng save chấm vision. Current. Được chưa? Đó. Rồi. Return. Nguyên cái đống này bao trong cái program. Để biết được như vậy thì thầy cũng 2-3 năm vậy để nó biết mau là như vậy ha. Cái năm đầu tiên thì vậy cũng biết hiểu nó biết sao nha. Được chưa? Chọn đơn thì mới nói là các bạn biết mà BNS là vậy chứ cứ cầm lại cho nó dễ hiểu nha. Cái này thì mình phải hiểu như thế nào? Cái này mình phải hiểu đây là tác giả về một list các file được lên đúng không? Thì lúc đầu có kết quả là rồi nha, nhưng nó rộng. Thật ra bây giờ nó là rộng. Nó lấy cái file đường đầu tiên, nó vision xong thì nó trả về một list các file đường lam mà nó nối vô trong cái danh sách rộng đó. Được chưa? Và tiếp tục nó có cái file đường lam thứ hai, nó vision thì nó trả về một list các file đường lam tiếp thì nó nối vô. Được chưa? Đó, cho nên là chúng ta có cái dòng đó này. Rồi, viết bằng vòng lặp cho mấy bạn coi nè, để mấy bạn nhìn thấy sự tương đương ha. Là result đúng không? Bằng rộng không? For var.declare in cts.var.declare. Được chưa? Result.append. Đó. Cts, đó lộn xem.visit var.declare. Đó. Rồi chúng ta mới return cái đó. Rồi nhanh xong chưa? Rồi ok, được rồi. Nghỉ ha mấy bạn.